cùng điểm danh những dòng ốc hiện có tại shop nhé. Số 1, Rugosod. Không khó để tìm kiếm, bạn có thể bắt gặp chúng ở biển đảo Việt Nam. Là dòng ốc tăng động, thân thiện, không yêu cầu quá cao về nhiệt độ và độ ẩm như các dòng khác. Vô cùng háo ăn, biến thể của Rugosod là albino, đa dạng màu sắc, thích hợp cho những người mới bắt đầu nuôi cua ẩn sĩ. Số 2, Brevimanus. Điểm khác biệt so với các dòng khác, có thể dễ thấy được, càng to hơn so với chân và thân người, mắt nhỏ dài và đen đầu như những que diêm tí hon. Bạn cũng sẽ thấy chúng ở biển đảo Việt Nam nhưng mức độ tìm kiếm khó hơn Rugosod, có nhiều hơn ở Indonesia. Số 3, Caviped. Có mặt nhiều nơi trên thế giới, Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam. Sống trong rừng ngập mặn, có ngoại hình không bắt mắt nhưng vô cùng dạn người. Không đòi hỏi kỹ thuật nuôi ở cấp độ cao, Caviped cực kỳ dễ nuôi. Số 4, Violet Sen. Khi thơ bé màu cam, xanh nâu gọi là Violet Sunset. Tới khi trưởng thành có màu xanh, tím, xanh rêu nâu, cơ thể dài, mắt đen to, nhút nhát, đồng nghĩa với việc chúng sẵn sàng kẹp chủ nhân nếu chúng cảm thấy đang bị tấn công. Số 5, dòng ốc mang vẻ đẹp đặc biệt, hiếm có ở ngoài tự nhiên, Platus, thường thấy ở Indonesia, Mauritius và một số đảo khác, được mệnh danh là những trái dâu tây với những đốm nhỏ, màu đen giống dâu tằm, màu đỏ giống dâu tây. Chúng yêu cầu nhiệt độ và độ ẩm tiêu chuẩn, thường xuyên lột xác. Platus cần đòi hỏi kỹ thuật nuôi cao hơn các dòng khác. Số 6, Violet Sen khổng lồ ư? Ồ không, tên của chúng là Compressus. Chúng có nhiều đặc điểm giống Violet Sunset, có một cơ thể dài và được mệnh danh là vua tốc độ trong gia đình của cua ẩn sĩ. Điều khác biệt với Violet Sunset, ngày bé có màu xám, nâu, xanh lục, khi trưởng thành chúng có màu cam nâu. Số 7, Lila. Ngoại hình dễ bị nhầm lẫn với Rugosod và Purpureus, thường có màu xám, tím, xanh, cuống mắt có màu nhạt, đầu mắt đen, chân, đuôi dài. Có thể quan sát chỉ khâu ở càng để phân biệt với các dòng khác. Khá đánh đá chuông hoa hay thích cà khịa, chúng có thể búng các con ốc khác giành ăn mặc kệ đối thủ của mình là ai. Tất cả các dòng kể trên đều có chung một tập tính là ăn tạp, thức ăn không gia vị, sống bầy đàn ở nhiệt độ 22-28 và độ ẩm lớn hơn 85%, đều có quá trình lột xác và có thể tái tạo cơ thể đã mất, hoạt động nhiều vào ban đêm. Nhìn chung, cua ẩn sĩ khá đáng yêu và không mất nhiều thời gian chăm sóc, thích hợp làm thú cưng đó nha. Bạn đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh để cập nhật thêm các thông tin khác nhé.